Đó, có 3 từ dài đúng không? Intangible. Đọc lại nào. Intangible. 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 Tangible. Alright. Intangible, đọc lại nào. Intangible. Alright. Cultural. Cultural. Heritage. 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 Yes, that's good. Mr. Khánh đọc lại thông qua 3 từ nào. Intangible. Cultural heritage. That's good. Very good. Try it out. Intangible cultural heritage. No. Alright. What does it mean? Intangible cultural heritage. What is intangible? Intangible is mean that you can't see it. It doesn't have a physical body. Oh, come on! Excellent! Di sản văn hóa. Gifted in, you know, history. That's very good. Di sản văn hóa phi vật thể. Thật sự là cô không thể khai được như thế này đâu. Cô sẽ bảo là di sản văn hóa vô hình.